Mỹ nhân Cbiz có các xe giá trên trời, Phạm Băng Băng luôn đứng hàng đầu, Dương Mịch đóng phim một tập giá 1 tỷ 7. Tại sao giá các xe cao vậy? Chị có thể nhảy này, chị có thể hát này, chị có thể cưỡi ngựa này, chị hóm hỉnh này, tươi vui này, mang lại nhiều kỹ năng này, nhiều quan hệ này. Phạm Băng Băng cách xe 25 triệu nhân dân tệ, hơn 87 tỷ đồng. Nữ hoàng sắc đẹp Phạm Băng Băng là ngôi sao Trung Quốc được trả cách xe cao nhất. Người đẹp vướng phải scandal động trời nên không thể hoạt động nghệ thuật sớm như trước. Thế nhưng, sức ảnh hưởng của kim tỏa Phạm Băng Băng vẫn tạo được tiếng vang lớn. Sau một thời gian dài ở ẩn, Phạm Băng Băng dần lấy lại vị thế sau hàng A của mình bằng cách tới Hàn Quốc đóng phim. Nữ diễn viên sinh năm 1981 cũng xuất hiện trên trang bìa tạp chí Đình Đám xứ Trung. Báo chí xứ Tỷ Dân cho biết người đẹp đang rất hạnh phúc với người tình mới, đại gia Quách Nham Phong. Dương Mịch cách xe 18 triệu nhân dân tệ, hơn 62 tỷ đồng. Tại làng giải trí Hoa ngữ, nữ diễn viên Dương Mịch là một trong những ngôi sao cống hiến hết mình trên lĩnh vực nghệ thuật thứ bảy để có được vị thế vững vàng trong showbiz. Người đẹp sinh năm 1986 đã phải đi lên bằng chính sự phấn đấu không ngừng nghỉ của bản thân. Cô là chủ của một công ty giải trí có tên là Truyền thông Gia Hành, tiền thân là Dương Mịch Studio, với giá trị thương hiệu lên đến 5 tỷ nhân dân tệ, hơn 17.000 tỷ đồng. Cách xe cho mỗi tập phim của nàng tiểu hoa Dương Mịch rơi vào khoảng 500.000 nhân dân tệ, hơn 1,7 tỷ đồng. Với phim điện ảnh, cách xe mà vợ cũ Lưu Khải Uy nhận được lên tới 3 triệu nhân dân tệ, 10,7 tỷ đồng. Angelababy cách xe 15 triệu nhân dân tệ, hơn 52 tỷ đồng. Vợ cũ Huỳnh Hiểu Minh ra mắt với tư cách là người mẫu nghiệp dư và lấn sân sang sự nghiệp diễn xuất vào năm 2004 với vai diễn phụ mờ nhạt trong một bộ phim không mấy tên tuổi. Trong những năm, Angelababy nổi lên trở thành một ngôi sao hàng đầu khi tham dự những show giải trí được nhiều khán giả yêu mến. Sau khi ly hôn, Angelababy mất một khoảng thời gian dài để giữ lại danh tiếng vàng son bởi bị nhiều nhãn hàng quay lưng. Tuy nhiên, mỹ nhân sinh năm 1989 vẫn là ngôi sao có cách xe khủng tại làng giải trí Hoa ngữ. Trương Tử Di cách xe 13 triệu nhân dân tệ, hơn 45 tỷ đồng. Mưa nữ Trương Tử Di là cái tên quá đổi quen mặt với nhiều khán giả Việt Nam bởi diễn xuất ấn tượng. Giá trị thương hiệu của nữ diễn viên sinh năm 1979 vẫn bật chế độ bay lên, dù không còn hoạt động sôi nổi trong lĩnh vực nghệ thuật. Với nhan sắc nổi trội cùng tài năng diễn xuất diễn như không diễn, Trương Tử Di hiện tại vẫn nằm trong top những diễn viên nữ cá kiếm của làng giải trí Hoa ngữ. Triệu Lệ Dĩnh cách xe 10 triệu nhân dân tệ, gần 35 tỷ đồng. Nữ hoàng gây tin Triệu Lệ Dĩnh sở hữu kỹ năng diễn xuất thượng thừa qua nhiều tác phẩm phim ảnh khiến cho công chúng mê đắm mãi không thôi. Tuy không xuất thân từ môi trường đào tạo chính quy, nhưng cô vẫn đạt được nhiều thành tích khiến ai cũng phải ngước nhìn trong lĩnh vực nghệ thuật thứ bảy. Cách xe của Lệ Dĩnh mỗi một tập phim sẽ rơi vào khoảng 400 đến 700 nghìn nhân dân tệ, tập hơn 1,3 tỷ đồng đến 2,4 tỷ đồng. Chưa dừng lại ở đó, người đẹp còn là một trong những cây hút thương hiệu khi nhận được nhiều hợp đồng quảng cáo từ các nhãn hàng. Địch Lệ Nhiệt Ba. Sau khi xuất hiện trong nhiều bộ phim, Địch Lệ Nhiệt Ba được khán giả nhận xét là người có ngoại hình xinh đẹp và thu hút, nhưng diễn xuất luôn một màu và thiếu linh động. Tuy nhiên, khi mức cách xe của mỹ nhân Tân Cương được tiết lộ, công chúng không khỏi bàng hoàng khi biết nữ minh tinh sẽ nhận được ít nhất 2 triệu nhân dân tệ, gần 7 tỷ đồng cho mỗi lần xuất hiện tại sự kiện, sau khi đã trừ thuế và các chi phí khác. Ngoài ra, người đẹp còn thu về khoảng 350 tỷ đồng khi góp mặt trong một bộ phim nào đó. Những nữ diễn viên đình đám của làng giải trí Hoa ngữ như Phạm Băng Băng, Triệu Lệ Dĩnh và Dương Mịch sở hữu mức cách xe giá trên trời nhờ tài năng và sự cố gắng không ngừng nghỉ trên con đường nghệ thuật. Nếu các bạn là người đang rất đam mê phim ảnh và cần một nơi để cập nhật tin tức mỗi ngày thì điện ảnh.net là nơi dành cho bạn.